Điên à? Ô, chị buồn cười nhờ, chị vào chị thử áo, chị làm hỏng cái áo của em mà chị lại chửi em bị điên là thế nào? Chẳng ai đi thử áo mất tiền. Không thử áo mất tiền thì chị làm hỏng cái áo của em chứ không phải là không làm hỏng. 100. 100 em không bán. Thế đây bây giờ không đèn, còn chưa không đèn. Không đèn thì tí nữa chị lên Facebook có thế thôi. Thế rồi cái áo của em chị ám mùi như thế này thì em bán cho ai? Em hỏi chị như thế. Bây giờ ám mùi cả cái áo của em như thế này, chị em đã ghi rõ nội quy ở đây là nếu mà có mùi thì không được thử đồ. Chị phải đọc chứ. Thôi được rồi, giải quyết thì nào chị chăm được cái áo này riêng em lỗ luôn. Lỗ cái gì mà lỗ? Lần sau em không bán được cho chị nữa đâu. Tại vì em đã có quy định như thế rồi mà chị không chịu đọc. Vâng, như vậy là một cô gái vào một cái shop quần áo và thử hàng nhưng không vừa. Lúc sau thì chủ shop phạt 50k vì thử mà không mua, cho rằng là chiếc áo đã bị ám mùi cơ thể. Đấy. Sau một hồi đôi co thì khách phải bất đắc dĩ mua chiếc áo với giá 150k. Sau đó thì chủ shop đã nhanh tay đăng clip lên mạng để tìm sự đồng cảm. Nhưng mà ai ngờ lại nhận một đống gạch đá. Khi mà tất cả đều cho rằng mua hàng nên cho khách người ta thử. Thử ám mùi cái bắt người ta phải mua, bắt người ta đền tiền. Tôi không biết shop này bán cái đắt hàng không nhưng mà thấy là chủ quán thế là tốt đấy. Vì mày quá ngu. Cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua một góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tô Tin Tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.